Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một cục đẩy Anesi. Với mô đen của nó là đen 1002. Đen 1002 Anesi. Con này thị trường đâu đó nếu mà ngày trước thì giá nó khoảng khoảng tầm trên dưới 7 triệu. Đấy, trên dưới 7 triệu. Khoảng tầm từ 6 triệu 2, 6 triệu rưỡi đến 7 triệu 2 hoặc 7 triệu rưỡi. Được không ạ? Đấy, tùy vào tình trạng đẹp xấu của sản phẩm. Thì hôm nay em vớ được con này với mức giá khá là rẻ. Đấy, vớ được một con này với mức giá khá là rẻ, em nói luôn các bác nhé, khá là rẻ. Bây giờ em về em bán cho các bác với mức giá chỉ là 5 triệu rưỡi con này. 5 triệu rưỡi thôi, này em bao ship mà em có lãi. Không hiểu làm sao lại mua được rẻ nhỉ? Không biết là mua rẻ có ăn vấn đề gì không. Đấy. Đây, máy móc của nó đây. Đó. Đây máy đây. Úi giời, ốp này. Ốp keo này. Đấy. Đây là cái phần nội thất của cái cục đẩy này các bác xem này. 1 2 3 3 biến áp nguồn. Kình hai quả này cuộn dập xung hay gì đấy to đúng bác đại này. Này cuộn lọc nguồn này nó to khủng bố này. Con này công suất 1200W một kênh nhé. Đây là phần công suất kênh B, kênh A. Đây kênh A, bên này kênh B. Đấy. Con này xuất âm có tụ nha. Xuất âm có tụ này tiện để em tháo luôn này xem. Ngày trước là có rất nhiều người hỏi em ơi em có đẩy nguồn xung nào công suất khủng không? Thì em không biết là các bác định làm cái trò gì với những cái con đẩy như thế. Thì em báo luôn là ngày trước là không mua được thì không có khủng cơ, nhưng còn cái loại nguồn xung mà cái loại 3-500W một kênh thì bên em không muốn lấy đẩy, không muốn lấy đây nha. Main bo của nó đây. Đấy. Này sẽ rút cái cáp đã, main bo của nó đây. Đây là kênh A. Đấy, ui rồi ôi các bác nhìn này, cái loại này cuộn dây này. À, còn đây là dây của nó là dây VCC CC VCC này, GND này, cái gì đây, cộng 2 trừ 2 à. Con này là máy của nó, máy đôi dồn lại một, tức là hai kênh nó dồn lại một, máy class D nhá. Này cuộn cảm này. Đấy, máy class D, công suất thì là class D. Đấy. Class D thì thường của nó là nó sẽ có một đường điện áp thôi. Còn nếu mà TD của nó phải mạch đối xứng. TD này, D này, Y này. Đấy thì nó có cuộn dây, nhưng đây là D thôi. Đây là có một cuộn thôi. Máy không biết nó có đô độ keo không. Nên em nhìn thấy cái keo này. À keo này, cái keo mềm không sợ. Keo này thì dễ sửa rồi. Sợ nhất là cái loại máy nó đổ keo cứng vào. Đây là phần dưới nó ốp của nó này. Bo vị lái thì tín hiệu đây. Đó. Chất lượng nha. Nốt ở kênh B này nhá. Những cái máy xịn này thì em bảo các bác là mua cũng khó. Mua cũng cực này, kỳ là khó luôn chứ không phải là mua đơn giản mua dễ đâu. Các bác bảo là loại này mua dễ thì các bác xem lại. Mua bên em lựa chọn kỹ càng lắm. Về là phải test thử đấy. Đấy là coi như là chưa giảm 1.000 nào về test thử đấy. Bởi vì máy này là phải test thử trong thời gian ít nhất là tầm 24 tiếng thì mới dám nói chuyện được. Đó. Ui giời. Chất. Cực kỳ chất lượng. QC8 này, con này bê bay mất tem này. Vì đây. Đấy, đây là hai bo công suất nhá. Cái này bo công suất nó thiết kế theo dạng là module này rất là dễ chọc máy. Rất là dễ chọc máy. Các bác nhìn keo tuyết tuyết nhỉ. Máy nguyên zin đấy, bên này thì như là keo nó làm gì nó cậy tung ra này. Đấy. Không biết là bên này có sửa chữa gì không mà thấy cậy tung hết được keo ra. Đây, các bác xem này. Nó có cái gì đây. Cái này là cái miếng dán keo đậu đậu đây. Đấy. Ok anh, phi ản vào. Đấy các bác ạ, đang nói chuyện giới thiệu với các bác thì ông giao hàng, ông giao hàng đến. Đấy. Đây các bác nhé, Martin cũng xác định nhé. Bọn này thì
nó chả có gì đâu, nó có mỗi điện áp âm cái cầu chì to đùng này thôi, chập công suất cái là chì tất ngay. Nói chung là máy con này khá là bền. Em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhé. Ôi con này nguồn xung mà gọi là nhẹ rồi, đỡ đong đương rồi, nặng phết đấy. Con này thì công suất của nó là 1200W một kênh, 1200W một kênh nhé, là các bác dùng đi yên tâm đi. Đấy, điện áp nguồn này, ô quên không lấy cái chanh nguồn rồi. 100V đến 240, 50-60Hz. Con này điện auto nhá, 100V được. Từ 100V tức là các bác ngồi đánh kiểu điện áp thấp thì dòng nó càng cao, và đánh điện áp cao thì nó càng dòng thấp. Mazen China, được chưa? Đấy. Đấy, con này là XLR input này. Cửa jack này, jack kia này. Đấy. Gan in này 1.6 này, 2-26 32 decibel này. Đấy. Gan in đây là chế độ đánh kiểu tiếng to tiếng bé. Con này thì nó không có chế độ dồn kênh nhá. Con này thì các bác đánh là +1-1, +2-2. Đấy. Kênh A này. Kênh A là các bác nhìn đây là +1-1 là Pananever Post Active. Đấy. +1-2 là Nexpan thì nó là không có đấu gì. Đấy, +1-1 +2-2 à, +2-2 nó không có đấu. Không sử dụng. Máy nó rất là xịn nha. Các bác nhìn máy là biết này. Tụ đọc nguồn này, cuộn cảm nguồn nó, các cái nó to đùng bác đại này, chứng tỏ con này ăn dòng công suất rất là lớn. MOSFET nguồn này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 con MOSFET. MOSFET nguồn cộng với diode đọc nguồn sau. Đây, bên này là song nguồn này. Diode thì không biết nó có đậu đây không, hay nó chơi kiểu gì không biết. Con này chắc nó có khi nó chơi diode hai chân mà. Đây một con này. Hai con diode. Đằng sau này thì em phải nhìn xem đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con diode đằng sau, kinh chưa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tụ nọc nguồn sau. Tụ này của nó là 160V, 1200mi. Đấy. Đây là phần nọc nguồn trước này. Kinh không? Khiếp nhỉ? Máy này hơi bị đẳng cấp đấy. Đây các bác xem luôn nha. Đây là cái vị trí nó nắp MOSFET này. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con MOSFET. 8 con MOSFET một kênh. Đây, nhấc bên này. Đây. Đây các bác xem nha. 8 con MOSFET thì các cái linh kiện của nó đậu hết ở phần dưới rồi. Đây. Đếm chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con luôn. Cứ 3 chân là một con MOSFET. Các bác nhìn từ nãy giờ bấm, không bấm nét cho các bác xem. Thấy chưa? Đấy. Cứ 3 chân là một con MOSFET. Thì máy này sử dụng tổng cộng là 16 con MOSFET nhé. 16 con MOSFET. Đấy, 1200W, 1200W nó chia 8 ra. Thì cũng vào xấp xỉ gần 100W một con rồi. Gần 100W một con MOSFET này. Cái này gọi là MOSFET nhá, sò MOSFET nhá. Nó sò cũng được mà MOSFET cũng là nó. Đấy. Máy con này là máy Class D Omni. Class D. Xịn sò. Đấy, giá có 5,5 triệu. Bao ship. Bao ship là vẫn còn có lãi. Thế mới kinh như này. Công nhận nhiều cái mua được cái giá rẻ hay thật, nhưng không biết là mua giá rẻ nó có ăn cái hậu quả gì không các bác ạ. Ok các bác nhé, thì các bác là quan tâm đến sản phẩm cùng đại này thì liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin về sản phẩm. Máy em bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đấy. Con này trước nó giá nó đâu đó nó khoảng tầm trên 7 triệu. Nó duy nhất con này thì em mua được giá rẻ. Thì em bán cho các bác giá rẻ thôi, không vấn đề gì cả. Chứ mua rẻ mà bán bằng giá thị trường thì các bác lại bảo em cắt tiết. Em nói luôn đấy, bên em đặt mua được rẻ thì bán rẻ thôi, không vấn đề gì cả, không thể nói là bán phá giá được, bởi vì là nẻ đúng một con, đấy, hàng bãi về lấy ở kho, chứ không phải là lấy lại còn anh em thợ đám cưới em không bán được thế này. Cái loại này nếu mà lấy của anh em thợ đám cưới về mà muốn bán cho các bác, em nói luôn là cái tình trạng là thanh lý bán hộ, thế cho nó dễ để các bác yên tâm luôn.
chứ còn hàng bãi về mà này à, cái hàng đấy của anh em thợ đám cưới về xong này bốc vét là hàng bãi thế này thế kia, các bác chửi em chết, các bác thừa biết rồi đấy. Máy miếc của nó rất là chất lượng nha, xịn sò đúng không, xịn sò tụng nguồn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con cơ, 12 13. Ủa, sao lại tụ nó còn chưa kiểu ý nữa cả, xem là của nó là 450V 68mi ô, sao nó ít thế nhỉ. Đấy, xong tụ nọc sau này con này 160V 1200mi. Đấy, tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7 con, nhưng mà con này chắc là con này là khả năng là tụ xuất âm, chứ không biết phải tụ xuất âm hay tụ nguồn, thì chắc là có khi là tụ nguồn, tụ xuất âm nó là khác chứ. Loại này thì quận cảm thì không có tụ, có đời thì mày class D thì nó xuất âm qua tụ, nhưng có đời thì lại xuất âm qua quận cảm. Đó thôi, đằng nào rút ra rồi thì mình sẽ vệ sinh nhá. Ok, thì giới thiệu các bác đến đây nhá. Các bác quan tâm đến cục này thì hệ trực tiếp nhá. Giá 5 triệu rưỡi vừa bán vừa giao lưu. Mua được rẻ bán rẻ, không vấn đề gì cả. À, nhưng cục này là thanh lý này, thanh lý bán hộ giá rất rẻ này. À, ok nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.